mùa hè nóng nồi ấy, cứ làm gọi là mồm như cá ngáo. Ai chà, hôm nay ông xã làm món gì đấy? Thịt chó xào rau má. Ngon quá nhỉ, tuyệt cú mèo đấy. Thịt chó đã thái ra rồi. Anh đang nướng cái gì à? Đây, hành này, bánh tiết canh. Này còn có cả món tiết canh nữa. Tiết canh vịt. Nhất của đất luôn. Đang nóng ăn tiết canh vịt thì mát tuyệt vời. Đi làm về đã có chồng lại làm sẵn cho cái này rồi, tí cứ thế mà ngồi ăn nhé. Chó thịt ba chỉ này, ngon chưa? Kia đang luộc lòng mề bánh tiết canh. Nóng lắm. Ai chà, bộ lòng vịt đang sôi sùng sục rồi, sắp sửa đến giờ để được đánh rồi. Đấy, đang xào thịt lên thơm quá. Nên cho rau má vào nữa là xong. Tập trung quá, đang tập trung nhà quá. Hello mọi người nhá. Đang bận qua làng nóng nồi. Nóng nồi đang tập trung xào quá. Thơm quá nhỉ. Đây các bạn, đây pha nước vào nước đâu hết rồi. Bối mình đã băm ngon lành rồi. Gia vị, rau thơm, hành nướng có hết, lá chanh. Cho thêm lá chanh vào ăn rất thơm. Đây. Gia vị đã pha rồi. Đấy. Bánh 1-1. Đây các bạn này. Ngon lành cành đào. Đây, cái này xào xong là mình cho thêm tí hạt tiêu cho nó. Cho thêm tí hạt tiêu vào cho thơm. Đấy. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình nhá. Đây. Rồi chào cả nhà nhá. Mày có thịt chó rào ra má và tiết canh vịt. Đấy, ngon nó giận quá. Làm với thịt chó nhá. Nắm thì ăn với thịt chó rào ra má. Mời tất cả mọi người. Ngon, ngon hơn thịt mèo thoải mái. Chó thì xào dữ hơn. Bán cái này bằng như thế này. Thơm. Không ăn à? Ngon này không ăn. Ngon chứ. Chó mà rau má thì ăn ngon tuyệt vời mặt trời. Ngon quá. Con chào bạn, các bác cô đi. Mồm đau, đang mặt buồn, đang xị mặt. Buồn. Mời cả nhà nhé. Ăn cơm cùng gia đình thì ngon quá.
thời tiết nóng lồi làm cái lon bia thôi, rượu nghe uống nghe nó khó nuốt, ta làm lon bia. Bia nó mát. Mời mọi người nhá. Đấy, hôm nay bữa cơm rất đơn giản, có cả món xương măng là nấu với cả thịt chó này. Đây là vịt om sấu. Vịt om sấu. Món này là mùa hè rất mát. Này gọi rất nhiều món. Cái món này là có nhiều chất đạm, vitamin. Tiêu đây, có tiêu không? Có, tiêu rồi. Mai mà đi mát ruột mới ăn. Cái chuyện tông cái chuyện một tí cho nó. Rồi đây bé. Nó lá này bảo. Cái xỉa cũng chả hơi bé vậy. Xỉa to này nó vừa một. Bé quá nó nọt. Rồi mời lại đi. Không quá phải làm hai miếng. Cái đánh thế còn bảo mặn mặn đâu mặn ừ. Nó vừa vặn ngon ngoài lối nó vừa mới đánh ra một cái thích anh vịt không phải thích anh lợn đâu mà bánh những cái đông ngày trên tay được mà chờ nó chờ ở đâu miếng thịt chó thế này xuống đây toàn bên caramel đâm ra nghe khó ăn. Mời mọi người nhá. Qua. Có tuyệt vời mặt trời. Chắc đều đều vào đặt đủ này lấy tay rú mới nó mới rắc nó mới đều rú chìa đi đổ qua rồi rắc đã tiêu vào ăn cái cay vịt với hạt tiêu nó mới ngon cả nhỉ. Này, có ớt nữa ăn nó kèm nữa vào để ngon nữa. Rồi đấy thôi. Rắc cái đó. Đấy. Cho thêm tí chanh nữa vào cho nó hấp dẫn. Rau răm. Rau răm. Rau dớp cá hay rau răng cưa. Cho nó đủ vị. Dớp cá luôn. Dớp cá. Mà nghe có vẻ hơi đầy. Đấy, miếng này to đấy. Miếng này to có khi để vả cho nó gọn. Cái này gió quạt bay mất. Gió quạt nó bay hết. Đấy. Ngon. Vậy thì cành đánh toàn mề mới lòng rồi. Đánh mề lòng. Cái gì khác. Mề lòng mới ngon. Mề lòng vịt đấy cả nhà. Ăn nó dễ ăn. Đấy, cái đĩa này to. Đây, tiếp đây. Đấy, quá ngon. Đấy. Tiếp canh xong rồi thịt chó. Hai món. Ăn thịt chó nó nóng xong rồi phải ăn cái canh để cho nó mát. Hạ hỏa.
kia này, mát, toát mồ hôi. Cố lên. Cho nó mát mát mẻ thằng người. Chó ngon quá. Ngon. Chó ăn này quá ngon luôn. Chó xào rau má ăn thì dễ ăn. Bào. Để tôi cần làm một món này, xào cho dễ ăn. Luộc mình phải chấm mắm tôm mới ngon. Xào là như này là dễ nhất. Rau má là ăn là tuyệt vời. Nhà có qua được mắm tôm là không ướp được mắm tôm. Mỗi nơi toàn. Có cái giảm rau má này, ăn là nó nảnh đấy. Mình nên khuyên là ăn mắm tôm được. Không gì. Bao nhiêu người ta cũng bị ghét. Tiếp tục. Con dễ với lắm mình. Anh đi lại. Tao. Tao vừa chết rồi. Mùa hè nóng nôi cứ gọi là đánh khay tiết canh ăn là có tuyệt vời. Ba bộ lòng đấy ạ. Đấy, đánh cái đĩa to này ba bộ lòng. Ăn thế nó mát cả nhà, rồi mời cả nhà. Là khay tiết canh vịt cả nhà, ăn là nó mát và chất lượng. Ba bốn cái tiểu bóng rồi. Chó thảo rau má. Món măng này ăn mát. Măng ăn ngon. Xương chó nấu măng thì quá ngon rồi. Đúng cái vị của nó. Để món vịt om sáu rồi như thế. Qua bác cái món thẳng ve mà anh phải ăn mà cái đợt ăn trùng rồi. Nào. Hôm qua, tối qua. Đâu phải ra ngõ ăn trùng đâu. Dớp cá ăn nó mâm. Ăn do này được cái mát. Dớp cá ăn nó mát. Dớp cá giảm nhiệt á. Cái này nó tốt, nó dớp cá nó tốt. Tốt cho sức khỏe. Cá này người ta còn xay ra để uống cho nó mát. Tiết canh ăn thì mát, thì chó ăn thì nhiều chất. Tần cái đồ tốt hết. Rau má ăn mát. Thịt chó nóng quá là phải xào với rau má. Đấy, nhiều chất quá, rau má. Đấy. Ăn nó mát luôn. Cặp luôn. Đấy, cứ làm nhé. Như củ gạch này. Mát mẻ thằng người cả nhà. Không người kia đâu. Cá phải ra. Không cần phải đâu. Đấy, video của Chu Nghĩa Tổng Hợp cũng xin tạm dừng ở đây nhé. Hẹn các bạn một video gần nhất. Đấy, các bạn xem mà thấy hay rồi. Món là thịt cầy cũng được. Đấy. Thịt cầy xào rau má, tiết canh vịt. Vịt ong với cả cái sấu. Đấy. Các nhà đang cần biết tiếp theo để đăng ký của Chu Nghĩa Tổng Hợp nha. Mọi người chào tất cả các anh chị. Chào cả nhà nha. Đoàn hàng cơm. Dạ, con đâu, chào đi, giơ tay lên, chào đi. Giơ tay lên, chào, giơ tay cao lên trên này, giơ thấp đi, ai bị. Nghe lên, giơ tay, chào đi. Một, hai, ba, giơ tay lên. Đấy, cháu nó đang dỗi, đâm ra nó đang buồn.